mà nghèo nên như tôi mới thấy nghèo, mà nghèo không hạt lúa để mà gieo, nghèo chưa từng có hai đồng tiền ăn cháo quanh năm nở vần.
Ông mới khoe khoang rằng đức rộng tài cao. Ê ba chàng, chàng không nhà chức cao quá cao. Có cái tài gì một lắm 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 mà có thấy thầy tâm đều phú và thấy cái nơi này sức bảo vệ. Ê đâu sự hiểu hại như đang thấy mấy cái ơi. Đừng là mày nói xấu hoàng thần thầy đừng đang thần. Tôi đi mắt hoàng thần thầy đừng nói nói. Anh ăn cơm quan ở với quan mà lại đi nói xấu quan. Tôi đi mất quan cho mà coi. Cái gì? Anh em Hà Huyên tâm sự cho nghe bày đặt đi mất lẻo không? Tôi đi mất quan cho mà coi. Tôi thách. Anh nói xấu quan đúng không? Ê. Tôi đi mất quan cho mà coi. Tôi thách mày đặt tưởng tôi, mày sợ. Tôi đi mất quan cho mà coi đó. Tâm sự cho nghe bày tôi, đặt mất quan hả? Tôi đi mất quan tôi, rồi. Tôi thách đi đi. Cậu ơi đùa vậy là cũng đủ rồi. Nhưng mà mấy ngày hôm nay tôi thấy ái ngại lắm cậu à. Ủa chứ anh ái ngại chuyện gì? Không hiểu là cái mẹ con nhà chị ấy á, không biết tìm chồng tìm con kiểu gì mà lại lại lọt vào nhà cửa quan nhà mình cái gì. Nhưng mà ai chứ ông quan nhà mình ổng mà lọt theo một chồng cũng người khác. Đúng rồi. Cho nên bây giờ tôi vào trong, tôi thông báo về tính quan công của nhà mình để cho hai mẹ con nhà chị ấy biết. Ô quan về, cậu không biết cho quan nhà mình là có đức nhà, có nhân nhà, thương bạn nhà, thương chân quả là người chính trực đó cậu à.